Cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin chiến thắng do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam đã chứng kiến chiến thắng ấn tượng của tập thể Domesco Đồng Tháp trong ngày mở màn vào sáng nay. Với lộ trình chỉ 30 km nhưng năng lượng tiêu hao của từng vận động viên không hề thua kém một chặng đua hơn 150 km có đèo dốc ngoài đời thật. Domesco Đồng Tháp đặt quyết tâm rất cao ở cuộc đua này và xác định đây là dịp để duy trì phong độ cho các vận động viên sẵn sàng tham dự cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 non sông liền một giải sau khi cả nước chiến thắng dịch bệnh. Do vậy, ở chặng đua đầu tiên, huấn luyện viên Trần Văn Quyết đã tung ra đội hình mạnh nhất với Nguyễn Tấn Hoài, Phan Hoàng Thái và Trần Nguyễn Minh Trí. Dù có đôi chút bỡ ngỡ ở thời điểm ban đầu, nhưng sau đó, các tay đua xứ Sang Hồng đã thi đấu đầy nỗ lực và có được một kết quả ngoài mong đợi. Trần Nguyễn Minh Trí giành chiến thắng chặng 1 và tạm mặc chiếc áo vàng của cuộc đua, còn Phan Hoàng Thái cũng có mặt trong top 5. Cảm giác của em rất là vui và rất là mệt. Nó mệt hơn rất là nhiều so với đạp ngoài vì nó không có lúc nào mình được nghỉ, mình phải cố gắng chạy hết số km rồi mình mới được ngưng giò. Cũng nhờ có thi đấu tại chỗ nên những người thân mình có thể xem mình tại đây và cổ vũ, nên đó là động lực để em cố gắng. Ba Life Đồng Nai cũng có ngày thi đấu ấn tượng không kém khi Trần Lê Minh Tuấn và Nguyễn Hoàng Sang chiếm hai vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng cá nhân. Với kinh nghiệm đã từng tập luyện trên thiết bị công nghệ này, ekip của huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú đã có những tính toán hợp lý trong một cuộc đua kéo dài đến 6 ngày. 5 vận viên lớp đầu thì đội em có 3 vận viên, thì tụi em muốn vận viên Chí đi trước rồi tụi em muốn giữ để ăn cái khoảng cách đồng đội trước. Xong rồi đợi tới những chặng sau, còn 5 chặng còn lại tụi em sẽ đánh tới hạng cá nhân. Là cuộc đua ứng dụng công nghệ hiện đại lần đầu tiên tại Việt Nam, cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin chiến thắng thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người hâm mộ truyền hình và trên các nền tảng mạng xã hội. Ngay cả huấn luyện viên trưởng đội tuyển xe đạp nam Việt Nam Nguyễn Huy Hùng cũng đã có mặt tại điểm cầu của đội Thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp theo dõi các tay đua thi đấu. Lần đầu tiên Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải xe đạp thực tế ảo. Đây là một giải rất là lý thú cho tất cả các vận động viên trong thời điểm hiện nay. Qua cái giải này, ban huấn luyện hy vọng ban huấn luyện đội tuyển sẽ được tuyển chọn và xem xét được nhiều vận động viên để tập trung cho đội tuyển quốc gia trong thời gian sắp tới. Sau chặng đua đầu tiên, ekip Domesco Đồng Tháp đang có lợi thế trên bảng tổng sắp giải cá nhân lẫn đồng đội. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ mới là điểm khởi đầu. Những diễn biến khó lường trên đường đua ảo vẫn đang chờ các tay đua ở phía trước. Chặng đầu tiên cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin chiến thắng đã cho thấy sức hấp dẫn và sự khó lường của loại hình thi đấu mới mẻ này. Điều đó khiến cho chặng 2, chặng leo núi dài 30 km ở quần đảo Watopia càng trở nên hấp dẫn hơn. Liệu Trần Nguyễn Minh Trí có giữ được áo vàng và ngôi nhất đồng đội cho Domesco Đồng Tháp? Mời quý khán giả đón xem chương trình truyền hình trực tiếp cho chặng 2 vào lúc 9:30 sáng thứ Bảy, 25 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể Thao.